các nguồn năng lượng không vô tận. Có những nguồn năng lượng phải mất hàng triệu năm để hình thành. Thiếu hụt năng lượng đang là nguy cơ hiện hữu tại Việt Nam. Tiết kiệm năng lượng như điện, than, dầu khí giúp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì năng lượng tương lai. Sử dụng một cách tiết kiệm, vừa đủ và hiệu quả nguồn năng lượng ngay từ bây giờ vì một tương lai bền vững. Chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang xem bản tin năng lượng hiệu quả phát sóng lúc 7 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2022 sẽ là những thông tin mới nhất về năng lượng. Ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 160 triệu đồng đối với hai doanh nghiệp điện mặt trời vì có hành vi đưa điện mặt trời vào hoạt động khi chưa được chấp thuận nghiệm thu. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tự nhiên DTD và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng CI cùng có địa chỉ tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo quyết định xử phạt, hai công ty trên đã có hành vi đưa công trình điện lực tại nhà máy điện mặt trời Hồ Giao Hét 1 và nhà máy điện mặt trời Hồ Tấm Bó vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nhiên liệu hydro, một loại năng lượng sạch, có thể được sản xuất trực tiếp từ không khí bằng công nghệ điện phân sử dụng năng lượng tái tạo. Một nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Đổi mới Sáng tạo Can Tương thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Manchester của Anh và Đại học Melbourne Australia cùng nhau phát triển một mẫu thiết bị điện phân. Thiết bị này có thể hút ẩm trong không khí ngay tại chỗ để sản xuất hydro bằng điện phân mà không cần dùng nước lỏng. Sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió, thiết bị điện phân này đã hoạt động 12 ngày liên tiếp và sản xuất điện năng ổn định. Thiết bị điện phân này có thể hoạt động trong môi trường khô chỉ với 4% độ ẩm và sản xuất hydro xanh ổn định với tác động tối thiểu đối với môi trường. Theo đó, các khu vực khô hạn xa xôi hoặc bán khô hạn có thể hy vọng có được năng lượng sạch nhờ sử dụng công nghệ này. Tình trạng mất an ninh năng lượng, đặc biệt là sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã khiến nhiều quốc gia phải tìm cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng. Tại Hàn Quốc, chính phủ nước này đã đặt ra mục tiêu loại bỏ dần than đá, thúc đẩy điện hạt nhân trở thành nguồn điện chính để đáp ứng các mục tiêu khí hậu của đất nước. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối do mối lo ngại ảnh hưởng của các nhà máy điện hạt nhân tới môi trường. Chính phủ Hàn Quốc muốn tăng tỷ trọng năng lượng hạt nhân trong tổng nguồn cung điện của quốc gia từ 27% hiện nay lên 33% vào năm 2030. Theo đó, Seoul lên kế hoạch xây dựng thêm 6 nhà máy hạt nhân trên 24 lò phản ứng hiện có vào năm 2036. Chính phủ sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ tiên tiến để biến điện hạt nhân trở thành ngành công nghiệp chiến lược của Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều này khiến hàng trăm cư dân vô cùng lo ngại khi phải sống trong khu vực có mật độ lò phản ứng hạt nhân dày đặc nhất thế giới. Bà Hoang Bun-hi, 74 tuổi, sống gần nhà máy điện hạt nhân Wonsan ở Gyeongju, Hàn Quốc. Bà Hoang và nhiều cư dân sống gần các lò phản ứng đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài nhà máy và gặp gỡ các nhà lập pháp trong nhiều năm nay. Bạn có thể nhìn thấy nhà máy điện hạt nhân từ đây, nó quá gần với khu dân cư. Tôi đã nhìn thấy quang cảnh này hơn 30 năm rồi, làm sao mà con người sinh sống được ở nơi gần nhà máy điện hạt nhân như thế? Ông Kim Jin-sun, chủ trang trại chăn nuôi, 75 tuổi, sống gần Wonsan, cho biết. Những con bò trong trang trại đã gặp vấn đề, có con từng bị sảy thai mà không ai biết tại sao. Dù tôi có muốn bán nhà, bán ruộng đi nơi khác để sinh sống cũng không ai muốn mua. Công ty phân tích của North Korea đã tiến hành khảo sát 1.000 người Hàn Quốc từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6. Kết quả cho thấy 39% ủng hộ việc mở rộng năng lượng hạt nhân, 30% muốn duy trì mức hiện tại, trong khi 18% kêu gọi cắt giảm quy mô các nhà máy này. Theo số liệu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020, Hàn Quốc đứng thứ 5 thế giới về sản xuất hạt nhân sau Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Nga. Do quốc gia này có nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm,
các chuyên gia cho rằng năng lượng hạt nhân là yếu tố then chốt giúp đất nước phát triển và cung cấp năng lượng cho các ngành sản xuất hàng đầu thế giới. Hàn Quốc là nhà xuất khẩu lớn trên toàn cầu về chip, ô tô, bảng hiển thị và pin xe điện. Bản tin năng lượng hiệu quả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trên VTC 14.